Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới dưới nước Fit and Roll. Hôm nay tôi sẽ làm một con cá mập. Một con cá mập rất đặc biệt. Sazila. Vâng, các bạn sẽ không nghe nhầm đâu. Tôi sẽ trở thành một con quái vật cá mập phóng xạ rất đặc biệt. Có thể phóng ra hơi thở mỏ thối, vô cùng chết chóc và hủy diệt tất cả mọi thứ tại cái thế giới dưới nước này. Tuy nhiên, khi bắt đầu trò chơi, tôi chỉ là một con cá mập nhỏ bé mà thôi. Tôi cần phải đi hấp thụ dinh dưỡng và lấy một số nguyên liệu để có thể lắp đặt chế tạo để biến cơ thể của mình trở thành một con Sazila khổng lồ mà bất cứ sinh vật nào gặp tôi đều phải bỏ chạy và khiếp sợ, trừ mấy con cá mập cái xinh đẹp ra. Bởi vì bọn chúng nhìn thấy tôi, bọn chúng thèm chảy nước miếng, muốn bắt tôi làm chồng không à. Được rồi, quay trở lại với cái tình trạng hiện tại. Tôi chỉ là một con cá con yếu ớt, nhỏ bé và chưa làm được gì lớn cả. Khác với những con cá con khác là bú sữa mẹ, ăn bánh chén trộn với lại uống trà sữa, thì tôi phải cực khổ đi lao động bắt những cái con tôm, con tép nhỏ bé dưới đáy lòng sông này để ăn thịt, nuôi dưỡng cơ thể của mình và sinh tồn. Từng ngày trôi qua, tôi cũng đã hút được một lượng tôm tép rất là nhiều. Cơ thể của tôi cũng bắt đầu lớn lên. Tuy nhiên, đã có một chuyện nằm ngoài sự mong muốn. Trong cơ thể của lũ tôm tép tại đáy lòng sông này chứa một loại kim loại nặng rất là lớn. Tôi vô tình ăn thịt bọn chúng thì trong người của tôi cũng đã tích tụ và nhiễm thứ kim loại đó ngày càng nhiều. Và rồi, cho đến một ngày đẹp trời, cơ thể của tôi hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng. Thanh dinh dưỡng cũng đã đầy, khiến người tôi to lớn hơn. Bên cạnh đó, cái thanh kim loại nặng, tức là cái thanh vật liệu để chế thành một thứ vũ khí gì đó kỳ lạ trong cơ thể của tôi cũng đã đầy. Và bắt đầu, tôi thực hiện cái công cuộc chế tạo, nâng cấp để biến cơ thể của mình sang một hình dạng khác. Wow, người của tôi trông có vẻ lớn hơn. Tôi chính thức trở thành một con cá mập chạy thì thành công rồi. Nhưng mà khoan, có một điều kỳ lạ. Cái vật liệu lúc đầu mà tôi bị nhiễm trong cơ thể đó, tôi đã chế tạo và hình thành nên một cái súng rất lạ lùng nằm trên đầu kia các bạn. Liệu cái thứ lạ lùng đó có liên quan gì tới công cuộc chế tạo ra cá mập phóng xạ Sazila hay không? Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Trong lúc loay hoay thì đột nhiên có một con cá sấu mỏ vịt nó lao tới, nó cắn tứ tung vào trong người của tôi. Ôi trời đất ơi, nó cạp ngay cái nách, đứt hết mấy chục cọng lông nách của tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi quằn quại, bị ép, bị cắn, khiến tôi phải phản đòn. Tôi sử dụng hàm răng của mình cạp nhiều phát tứ tung vào người của nó và cạp ngay cổ, khiến cho nó chết ngất. Xem tới đây một số bạn sẽ ý kiến: ủa anh ơi, cá mập Sazila đâu? Tại sao không phun ra hơi thở mỏ thối đi? Mỏ của anh thối lắm mà, sử dụng nó đi. Ôi trời đất quỷ thần ơi, xin thưa với các bạn rằng đây chỉ là mới cái cấp đầu mà thôi. Nó đang hình thành từng bộ phận, tí nữa sẽ có những cái kỹ năng rất đặc biệt cho các bạn cùng thưởng thức. Sau khi phản đòn và giết chết, ăn thịt luôn cái con cá da trơn định muốn giết tôi, thì cái thanh dinh dưỡng của tôi lại tiếp tục tăng. Tuy nhiên, cái thanh vật liệu để chế tạo ra Sazila vẫn chưa tăng. Lúc này tôi vô tình xuống dưới đáy lòng sông và rồi cắn những cái con bọ nước dưới đây. Thật bất ngờ, lớp vỏ của bọn chúng chính là cái vật liệu mà để tôi chế tạo ra cái năng lượng Sazila vô cùng đẳng cấp kia. Biết được thông tin đó, tôi bắt đầu siêng năng cắn và nhai những cái vỏ xác của những con bọ nước dưới sông này. Và tất nhiên cũng ăn được một phần thịt từ cái lũ bọ nước này. Do đó, kể cả thanh dinh dưỡng và thanh vật liệu để chế tạo cá mập tiếp theo cũng bắt đầu tăng. Tăng mãi và cuối cùng bọn chúng cũng đã đầy. Đến lúc bắt đầu chế tạo, nâng cấp cơ thể và sử dụng cái vật liệu kỳ lạ trên người để hình thành nên thứ vũ khí mới. Wow, chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Ôi trời đất ơi, cái gì đây? Cơ thể của tôi đã phát tướng thành một con cá mập to lớn rồi, màu đen tuyền, trông có vẻ chết chóc. Hả? Các bạn nhìn kia, thì ra cái thứ kỳ dị trên đầu tôi là một khẩu súng laser. Ôi trời đất ơi, nó đã bắt đầu bắn ra đạn rồi. Wow, đẹp quá, đạn màu đen nữa chứ. Wow, cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà dường như nó rất là chập chờn, lúc có, lúc không. Vậy thì tôi cần phải cố gắng hơn nữa, ăn thật nhiều cá để có dinh dưỡng lớn và sau đó thu thập những vật liệu cần thiết để nâng cấp cái khẩu súng. Chắc chắn càng lên cấp về sau, tôi sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời. Khẩu súng sẽ rất mạnh mẽ,
Và có lẽ khi đến mức độ cuối cùng, tôi sẽ trở thành cá mập phóng xạ Sarila. Lúc này xung quanh lòng sông dường như vật liệu rất là ít, và nguồn tài nguyên kim loại nặng phóng xạ không còn bao nhiêu. Tôi cũng lập tức bơi thật nhanh, bơi ra biển, nơi đó vô cùng rộng lớn bao la, nhiều nguồn thức ăn và nhiều sinh vật chứa kim loại nặng mà tôi có thể hấp thu một cách nhanh chóng nhất. Vừa ra tới biển lớn, tôi thấy rất là nhiều sinh vật, cá voi, cá heo và có cả cá mập nữa. Tôi nhanh chóng sử dụng súng laser chập chờn trên người của tôi bắn vào bọn chúng. Mặc dù cái súng lúc này khá là cùi bắp, nhưng mà nó cũng đã thu cho tôi một lượng thịt. Tôi ăn được rất là nhiều, thanh dinh dưỡng bắt đầu tăng. Tuy nhiên bây giờ một điều vô cùng quan trọng là cần phải đi tìm vật liệu kim loại nặng của một sinh vật nào đó, nhanh chóng ăn thì tôi mới đủ hai điều kiện tiến hóa cơ thể của mình. Tôi nhanh chóng hạ mình xuống đáy biển và rồi ra sát đi tìm. Và cuối cùng tôi cũng đã phát hiện ra một thứ sinh vật chứa kim loại nặng phóng xạ, đó chính là mai của loài rùa sừng. Bọn chúng kia có cả một đàn một bầy luôn. Đúng lúc này thì cái súng laser trên người của tôi nó đã không phát huy tác dụng, bắt buộc tôi phải dùng hàm răng và cắn trực tiếp vào trong mai của lũ rùa kia để xé thịt bọn chúng và cắn mai bọn chúng thành nhiều mảnh, sau đó nuốt vào để hấp thu thứ vật liệu kim loại nặng này. Tôi đã cắn chết một con rùa gai và xé cơ thể nó thành nhiều mảnh. Lúc này một bầy rùa gai, anh em, bà con, cô bác, dòng họ mấy chục đời của con rùa bị tôi cắn chết, bọn chúng đã kéo tới và bắt đầu la lớn. Ôi trời đất ơi, bà con cô bác ơi, mau, mau kéo tới, bắt cái con cá mập biến thái kia đi. Nó dụ vợ rùa của tôi đi chơi, rồi bây giờ nó xé xác vợ rùa của tôi. Nó giết rùa cướp của kìa, bới người ta, bới người ta. Tôi không quan tâm những gì mà cái lũ rùa gai đó đã vu oan cho tôi. Tự nhiên tôi thành kẻ biến thái, dụ rùa cái đi chơi rồi giết rùa cướp của. Ai, mặc kệ bọn chúng, tôi cũng đã tấn công và ăn thịt được rất là nhiều con rùa, thu thập được vật liệu kim loại nặng phóng xạ và rồi thanh kim loại cũng đã đầy. Lúc này tôi cần thêm một ít thịt nữa để cho thanh dinh dưỡng đầy, là đủ điều kiện để có thể nâng cấp và cải thiện cơ thể của mình. Đang lây hoay đi tìm một cái thứ thịt của sinh vật nào đó để ăn thì tôi phát hiện được một con cá mập trắng rất là lớn. Nó còn to hơn cơ thể hiện tại của tôi. Được rồi, tôi sẽ cố gắng kích hoạt cái súng đặc biệt phóng xạ trên lưng của mình để xem có thể giết chết nó hay không. Và thật bất ngờ, cái súng này đúng lúc hoạt động như ý tôi muốn. Và một phát duy nhất khiến cho cái con cá mập trắng kia chết tàn sát. Tôi nhanh chóng hút thịt của nó và thanh kinh nghiệm, thanh dinh dưỡng cũng đã đầy. Đến lúc rồi, bắt đầu chế tạo và cho ra lò con cá mập mới nào. Hả? Gì đây? Trong cơ thể của tôi đã bắt đầu thay đổi. Tôi đã trở thành một con cá mập Megalodon vô cùng to lớn và rất là dữ tợn. Còn cái khẩu súng trên đầu của tôi, nó cũng đã to theo. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem thử sau khi thay đổi, sau khi nâng cấp thì sức mạnh của nó sẽ ra sao. Wow, khẩu súng bây giờ không bắn ra một cái luồng đạn laser màu đen nữa mà đã bắn ra một cái luồng phóng xạ màu đỏ. Thậm chí tôi có thể điều khiển lúc tắt lúc mở tùy theo ý muốn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu thực chiến thôi. Trước mắt của tôi xuất hiện một bay màu xà sầu rớt con. Tôi sẽ bay tới và kích hoạt khẩu súng phóng xạ màu đỏ trên đầu của mình để xem thử nó có thể hủy diệt cả bầy màu xà sầu rết con này hay không. Ôi trời đất quỷ thần ơi, đường laser đi tới đâu thì tất cả sinh vật màu xà sầu rết đều tan xác tới đó. Thật là quá mạnh mẽ và lợi hại quá đi. Tôi cũng nhanh chóng hấp thu và ăn được một lượng thịt rất lớn. Lúc này thanh dinh dưỡng bên tay trái cũng đã nhanh chóng đầy một cách rất dễ dàng, nhưng mà thanh bên phải, thanh kim loại vật liệu phóng xạ cần phải đi thu thập, cần phải làm cho nó đầy thì chúng ta mới có thể đạt tới cấp độ cuối cùng. Cứ bơi mãi từ biển đông ra đại dương sâu thẳm, cuối cùng tôi đã bắt gặp được một bầy loài sinh vật rất là lạ lùng. Đó chính là Mecha Megalodon. Lúc này tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng phóng xạ từ cơ thể của bọn chúng rất lớn. Đến lúc rồi tôi sẽ liều mạng bay lại gần để tấn công chiến đấu với bọn chúng. Nhưng thật bất ngờ khi tôi cố gắng tiếp cận gần, người của bọn chúng tỏ ra một luồng sấm sét điện giật tứ tung. Hên quá, tí nữa tôi bị tiêu luôn cái bộ ri rồi. Nhưng mà tôi đã suy nghĩ ra một cách, tại sao mình không đứng từ xa, dùng cái súng phóng xạ của mình bắn vào cơ thể của bọn chúng,
để phá hủy, tạo thành những mảng kim loại, những mảng thịt, rồi sau đó hấp thụ sao. Và đúng như những gì đầu óc tôi tính toán, với cái trí tuệ thông minh 1 cộng 1 bằng 4 của mình, tôi cũng đã tiêu diệt hết cái lũ mê cha Megalandon và nuốt lấy thịt của bọn chúng. Một nguồn năng lượng kim loại phóng xạ bên trong cơ thể của bọn chúng tôi đã hấp thu. Thanh kinh nghiệm vật liệu kim loại cũng đã đầy. Đến lúc rồi, chúng ta bắt đầu chế tạo nào. Wow, vậy là cơ thể hoàn thiện nhất cũng đã ra đời. Một con sát gì là chính thức cũng đã xuất hiện. Vâng, có lẽ các bạn đã nhìn thấy đó. Cơ thể của nó tỏ ra một luồng sức mạnh cực kỳ lớn. Đã vậy, trong miệng của nó lúc này phóng ra một hàm lượng hơi thở nguyên tử chết chóc. Quá đã, quá ngầu, quá bá cháy bồ chát. Đến lúc rồi, tôi sẽ đi kiểm tra sức mạnh và cho nó chiến đấu thực tế với những cái loài sinh vật mạnh nhất tại đáy đại dương này. Cái kìa, phía trước một chút thôi, tôi đã thấy được 7 loài rồng nước vô cùng hung tợn. Có cả những con rồng chúa tể màu đỏ và những con rồng tướng quân màu xanh, rất là hung hãn. Tôi sẽ nhanh chóng tiến thẳng vào trong đó và sử dụng hơi thở nguyên tử để càn quét tất cả. Wow, wow, thịt rồng bay tứ tung luôn. À, chạy đi, chạy đi. Có con cá mập mỏ thối, nó thối cái gì thối quá à, chạy đi. Vậy là tôi cũng đã xóa sổ được rất rất nhiều con rồng nước tại đáy đại dương này. Tất cả sinh vật nhìn thấy cơ thể của tôi đều phải khiếp sợ. Vâng, đó là toàn bộ câu chuyện về sự chế tạo một con cá mập Sajira nhân tạo, một con cá mập phóng xạ ra đời như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.